Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay, trong số các mẫu xe của Car Center thì em xin phép được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một mẫu xe vừa về. Thì bên em hiện tại là đang có tổng là 2 chiếc 3 chiếc VinFast Lux SA, một chiếc màu đỏ và 2 chiếc màu xanh. Thì hôm nay em sẽ cho quý anh chị xem về 2 chiếc màu xanh này trước nhé. Thì ngay trước mặt chúng ta đây là một chiếc VinFast Lux SA phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất, với năm sản xuất là 2019, xe biển số Hà Nội, lăn bánh được hơn 3 vạn km và hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 1 tỷ 150 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Đây, nội ngoại thất này, tổng quan vẫn còn rất là mới. Nước sơn các thứ này, nhựa này rất là đều. Đó, rất là đều xe. Thiết kế của VinFast thì cũng rất là đẹp, bắt mắt. Da răng này còn rất là đẹp nhá. Da răng rất là đẹp, lốp này. La răng thì ở trên phiên bản Premium thì là 20 inch, còn các phiên bản thấp hơn thì là 19 inch thôi quý anh chị và các bạn nhé. Biển số 30G cũng rất là dễ nhìn. Cụm đèn LED phía sau của Lux SA trông cũng rất là đẹp luôn. Nối liền với logo SUV ở giữa. Cốp thì là cốp điện, có đá cốp quý anh chị và các bạn nhé. Phần cốp rất là rộng luôn. Khi mà chúng ta bỏ hai cái ghế này xuống này, bỏ hàng ghế thứ ba xuống này, cực kỳ là rộng rãi luôn, để được cực kỳ nhiều đồ. Và hàng ghế thứ ba của VinFast Lux SA cũng rất là rộng luôn quý anh chị và các bạn nhé. Đó, rất là nhẹ nhàng. Hai ống sạc kia sạc đôi hai bên. Thiết kế trông rất là hợp hố và đẹp mắt, không nhưng mà không kém phần tinh tế và sang trọng. Nội thất trên chiếc xe này thì là nội thất kem và ốp vân gỗ đây. Trông rất là đẹp phải không quý anh chị và các bạn. Màu nội thất này rất hợp khi đi cùng với màu ngoại thất màu xanh của xe. Nó tạo nên cái sự hài hòa và điểm nhấn khi chúng ta bước đến khoang lái cũng như là khoang hành khách. Đây, mở cửa ra. Đây, khi mà chúng ta mở cửa ra chúng ta nhìn vào. Rất là hài hòa với tông màu của xe. Chi tiết vẫn còn rất là mới quý anh chị và các bạn nhé. Ghế chỉnh điện này, ghế lái vẫn còn rất là mới. Cần số này, các phím bấm đề nổ start top này, phanh tay điện tử này, màn hình giải trí trung tâm rất là to, màn hình cảm ứng quý anh chị và các bạn nhé. Có bản đồ chỉ đường này, kết nối với điện thoại này. CarPlay. Tổng quan nhìn cũng rất là đẹp phải không ạ? Đèn chúng ta hãy cứ gạt về đèn auto này. Vô lăng tích hợp, đàn thoại giảm tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động, cruise control. Xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km đến chưa các bạn nhé. Và chiếc xe này hiện giờ Car Center đang chào bán với giá là 1 tỷ 150 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng đến quý anh chị cũng như là các bạn mua xe trực tiếp tại Car Center. Và xe tại Car Center thì lúc nào cũng cam kết về chất lượng cho quý anh chị và các bạn mua xe. Các hạng mục như là xe không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc động cơ số là nguyên bản, chưa có qua đại tu và sửa chữa, đồng thời hỗ trợ trả góp
lên đến tối đa là 70% cho quý anh chị cũng như là các bạn. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên em vẫn còn một chiếc VinFast Lux SA Premium 2021 màu xanh và một chiếc màu đỏ quý anh chị và các bạn nhé. Hãy đón chờ trong những video tiếp theo.